Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại huyện Lấp Vò, đến nhà vườn của anh Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có thymarest, cành vàng, lá ngọc, cẩm thạch nhiều màu, dưa hấu đang rực rỡ hoa ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình những cặp đôi giá rẻ nha quý anh chị em. Rồi em chào anh Đông. Dạ, mến chào anh Thái, mến chào quý chú anh chị. Cảm ơn quý chú anh chị đã ủng hộ nhà vườn em những clip vừa qua. Nhà vườn em ở xã Long A, huyện Lấp Vò, tỉnh Tháp. Số điện thoại em là 0938 91 499, cũng là số Zalo nhà vườn em ạ. Thì hôm nay em lên clip e quý chú anh chị. Đầu tiên là mã 1E, cặp dưa hấu đỏ. Dưa hấu đỏ đang rực rỡ. Chiều cao được 50 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Cổ ra được là 9 ạ. Chiều cao 60 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Cổ ra được là 11 ạ. Rồi mã số 1E này xin vô lưu quý chú chị là 240.000 ạ. Bao ship toàn quốc nha quý chú anh chị. Phép xuống mã số 1. Tục lên mã số 2, cặp dưa hấu hai màu đỏ và vàng. Điều chiều cao là 50 ạ. Tán ngang là 30 ạ. Cổ được là 11 ạ. Cái này chiều cao 50 ạ. Tán ngang là 30 ạ. Cây đang hoa quý anh chị, cây này ba màu nha. Cổ được 12 ạ. Cây này có thêm dưa hấu hồng. Mã số 2 này xin vô quý chú anh chị là 240.000 ạ. Dấu hồng lúc không? Mã số 2. Giá đã bao gồm phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị em, miễn phí ship ha. Tục lên mã số 3. Một cây dưa hấu ba màu và một cây dưa hấu một màu, một hồng. Một hồng còn gọi là dưa hấu non quý anh chị em. Cao được là 50 ạ. Cái ngang là 40 ạ. Cổ được là 10 ạ. Này cao 60 ạ. Tán ngang là 35 ạ. Có được là 9 ạ. Và mã số 3 này cũng xin giao lưu quý chú vậy là 240.000 ạ. Tiếp xuống mã số 3. Lên mã số 4. Cành vàng lá ngọc ba màu. Trắng, đỏ và hồng. Cao 65 ạ. Tán ngang 40 ạ. Có được là 15 ạ. Cao 60 ạ. Cái ngang là 30 ạ. Có được là 13 ạ. Mã số 4 này xin vô lưu với chú anh chị là 300.000. Phép xuống mã số 4. Tục lên mã số 5. Cặp đỏ rết via lá xanh. Chiều cao 65. Chiều cao là 50 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Cổ được là 11 ạ. Cao là 55 ạ. Tán ngang là 30 ạ. Cổ được là 11 ạ. Mã số 5 muốn xin giao lưu với chị là 240.000 ạ. Tiếp xuống mã số 5. Tiếp xuống mã số 6. Cây tiêu Ấn Độ và Mandarin. Cây hai màu với mỗi cây hai màu anh chị em. Cao là 60 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Cổ được là 12 ạ. Cao là 50 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Cổ được là 13 ạ. Rồi mã số 6 này xin giao lưu với chú anh chị là 260.000 ạ. Tiếp xuống mã số 6. Lên mã số 7, cặp tiểu Ấn Độ. Màu hoa lên rất là sắc quá anh chị em. Cao 50 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Cổ được là 10 ạ. Cao là 50 ạ. Tán ngang là 35 ạ. Cổ được là 11 ạ. Mã số 7 này xin vô lưu quý chú anh chị là 240.000 ạ. Cây bên này nó có thêm màu mandarin quý anh chị em. Số mã số 7. Lên mã số 8. Cây Kayata. Cao là 55 ạ. Ngang là 40 ạ. Có được là 19 ạ. Cây mã số 8 này xin giao lưu với chú anh chị là 250.000 ạ. Cây này màu rượu vang quý anh chị em. Rượu vang. Màu hơi đậm ha.
Tiếp xuống số 8. Tiếp xuống số 9. Cây dưa hấu màu đỏ và vàng. Phải nói cái màu hoa nó rất là ngọt anh chị em, màu sáng đậm mà. Cao 60. 8.000 là 50. Cổ đó được là 16 ạ. Rồi như này ha. Này gửi nó bị chóc da nhưng không sao ấy chú anh chị. Này bị lỗi nên bán giá rẻ 180.000 thôi quý chú anh chị. Về quý anh chị mình tán ngang rễ này, lấy rễ này ra, còn lại những rễ này nó xanh nha quý anh chị em, không ảnh hưởng ha. Rễ xử lý keo được. Cây rất đẹp. Dạ, cái lỗi để quý chú anh chị 180.000 thôi ạ. Này có hai màu đỏ và vàng. Đỏ và vàng. Dạ, phép xuống số 9. Tiếp tục lên mã số 10. Cái giết bia lá xanh ạ. Cao là 65 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Có được là 20 ạ. À, cái máy số 10 này xin lưu quý chúng chị là 260.000 ạ. Xuống máy số 10. Đường máy số 11. Cấm thạch trắng. Cây một cốt cao anh chị em. Rất là thoáng luôn. Cao 80 ạ. Tán ngang là 40. Có được là 19 ạ. À, cái máy số 1 này cũng xin lưu quý chú anh chị là 250.000 luôn ạ. Hình phép xuống số 11. Tục lên máy số 12. Cây tiểu Ấn Độ. Cao là 60. Tán ngang là 40 ạ. Có được là 17 ạ. À. Mã số 12 này xin lưu quý chú anh chị là 240.000 ạ. À. Tiếp xuống số 12. Mã số 13. Cây ngũ sắc thái. Năm màu thái quý anh chị em. Cao là 70 ạ. À. Tán ngang là 45 ạ. À. Có được là 15 ạ. À. Cái mã số 3 này xin vô lưu quý chú anh chị là 230.000 ạ. Cũng có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phớt hồng quý anh chị em. Dạ. Em xuống số 3. Cây đang tượng búp à. Tục lên cái số 4 cũng là. Cây này 6 màu quý anh chị em. Ngũ sắc thái 6 màu quý chú anh chị. Trong dòng ngũ sắc mà 6 màu. Cây lùng lực à. Chiều cao là 90 ạ. Tán ngang là 60. Cái phôi nó giống như con tê giác của anh chị em. Có những cái sừng ạ. Có rồi được là 31 ạ. À. Cái mã số 4 này xin vô lưu quý của chú anh chị là 550.000 ạ. À. Cái này có thêm màu hồng phấn mới nha quý anh chị em, hồng phấn dai nhân. Màu phấn. 6 màu với chú anh chị. Tiếp xuống mã số 4. Lên mã số 15. Cẩm thạch lá lớn nhiều màu. Cao là 60 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Để nộm như con bạch tuộc ha. À. Có ra được đây là 20 ạ. Cái mã số 15 này xin lưu là 260.000 ạ. Cây này gồm có cẩm thạch trắng nè quýnh chèm. Cẩm thạch tím sen là 2, cẩm thạch vàng là 3, cẩm thạch cam là 4, cẩm thạch đỏ là 5. Dạ. 5 màu thạch quý chú anh chị. Tục lên mã số 16 cũng là cẩm thạch 5 màu cẩm thạch luôn, nhiều màu luôn. Cây này chắc là được vàng, cam, đỏ, tím và trắng, cũng 5 màu luôn quý chú anh chị. Mình thiếu màu cam không? Cao 70. Ngang là 50. Cổ là 13. Cây mã số 16 xin lưu là 240.000. Cây này gồm có màu đỏ, màu tím sen, màu trắng và màu vàng. Thiếu màu cam quý anh chị. Dạ, 4 màu quý chú anh chị. Anh thấp xuống số 16. Lên mình số 17 là cây tím siêu bông. Này chiều cao là 70 ạ. Tán ngang là 45 ạ. Có đo được là 17 ạ.
Rồi cái mã số 17 này xin giao lưu với chú anh chị là 240.000 ạ. Rồi anh phép xuống số 17. Tiếp tục lên mã số 18. Cây tím si bông ạ. Cao 60 ạ. Cái ngang là 40 ạ. Có được là 17 ạ. Cây mã số 18 này cũng xin giao lưu với chú anh chị là 240.000 ạ. Xuống số 18. Mã số 19. Cây tím si bông. Cao được là 90 ạ. Cái ngang là 45 ạ. Có được đây là 18 ạ. Cây mã số 19 này xin giao lưu với chú anh chị là 350.000 ạ. Thép xuống số 9. Lên số 20. Cây cẩm thạch nhiều màu. Cao rồi là 80 ạ. Tăng ngang là 40 ạ. Có đó được là 21 ạ. Cái mã số 20 này xin giao lưu quý chị là 350.000 ạ. Gồm có cẩm thạch bà lai can, cẩm thạch vàng, cẩm thạch trắng, cam lửa, đỏ lửa, cam cầu vồng, cam cầu vồng, nói chung là 6-7 màu anh chị em. Nó gọi cái da gãy nó bị chạy một xíu nhưng không sao quý chú anh chị. Do khai thác phôi nó bị xử lý keo hết rồi, chạy có chút này không ảnh hưởng gì. Tiếp xuống số 20. Tục lên số 21. Cái cẩm thạch nhiều màu. Cao là 50. Tăng ngang là 40. Có được là 15 ạ. Cây mã số 21 thì xin giao lưu quý chú chị là 250.000 ạ. Còn có cẩm thạch vàng, cẩm thạch tím siêu bông, cẩm thạch tím tiết, cẩm thạch trắng. Đó, 4 màu. Phép xuống số 21. Còn mã số 22. Cây cẩm thạch nhiều màu. Cao là 75 ạ. Tăng ngang là 45 ạ. Có được là 18 ạ. Mã số 22 này xin giao lưu quý chú chị là 300.000 ạ. Gồm có bờ lai can lá xanh, tím tuyết, trắng tuyết, cẩm thạch vàng, tím siêu bông, thạch hồng. Thạch hồng. Chung là cũng 6-7 màu anh chị em. Dạ. Phép xuống số 22. Mã số 23 là cây cẩm thạch nhiều màu quý chú chị. Đỏ lửa, trắng, bờ lai can, tím tuyết, vàng. Cam cầu vồng. Cao 70. Cây này 5-6 màu à. Tăng ngang là 50. Có đâu được là 20 ạ. À. Mã số 23 này xin giao lưu là 280.000 ạ. À. Phép xuống số 23. Mã số 24 cũng là mã số cuối clip của em ạ. À. Cẩm thạch nhiều màu. Cao là 75 ạ. À. Tăng ngang là 45 ạ. À. Có được đây là 21 ạ. À. Mã số 24 này xin giao lưu quý anh chị là 320.000 ạ. À. Gồm có tím tiết, cẩm thạch vàng, cẩm thạch đỏ thái. Dạ. Ba màu cẩm thạch. Vàng, đỏ và tím tiết. Dạ, hết xuống mã số. Dạ, cuối clip cảm ơn thái, cảm ơn quý chú anh chị đã ủng hộ những clip em vừa qua. Dạ, chúc quý chú anh chị nhiều sức khỏe và dạ, hẹn gặp lại quý chú chú anh chị clip sau ạ. Chào tạm biệt ạ. Rồi, clip này được rỡ hoa ha. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn Anh Đông nha.